Mọi người đã quay trở lại với kênh của Vương Miền Vlog. Hôm nay Vương ở nhà nóng quá mọi người, nên là vô rẫy đốt thêm bừng cho nó nóng hừng nữa. Nên là tạm tiện nó thì có mấy để đi theo Vương sau á, nên là rủ đi vô rừng hái chôn luôn rồi. Nhóc hoa, nhóc sang, nhóc sắt và nhóc bình rách.com. Ok các bạn nghe. Giờ thì mình sẽ vô khu vườn bên kia mọi người. Rừng mà anh Sang Vlog nói là rừng Amazon Lily đó. Thằng mình đang quay hậu trường mọi người. Kênh đó là Bình Butcher. Các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ nó cho mọi người. Nó cũng tập làm vài tháng thôi. Ok nha, giờ thì mình sẽ lên đường. À với lại có một thằng đang chân trâu kia kìa mọi người. Đó, đó, đó. Nó đang lấp dưới cây đều kìa. Rồi nha, giờ anh em vô. Đốt ở đây từ sáng tới giờ mọi người. Trời đang rất nóng luôn. Hiện tại là 40 độ C nha. Mấy anh em lần sau thì cũng đang đi theo Vương này. Ai cũng nói là thèm ăn quá. Nó rượu Vương quá trời mọi người. Hôm qua thì Vương mới ăn mấy trái à, bị nghẹt nghẹt ống xả mọi người. Đèo tiên. Nốt cái hạt. Đây. Ở nhà nóng quá nên mình vô rẫy, mình đốt thêm mấy cái bụi này cho nó nóng hơn mọi người. Đó. Đây, coi cái lửa này, rất đã luôn. Ê, đi nhanh nhanh nha, lắc vườn sầu riêng người ta bên đây nha. Cháy vườn sầu riêng người ta là không có tiền đền đâu á. Ủa nóng quá mọi người. Hôm bữa mình đi gần thoại vậy này, nó bị xem cháy điện thoại mọi người. Nóng quá nhiệt độ điện thoại 30 mấy độ C mọi người. Như cái chảo luôn vậy. Đi bên cây dâu rừng đây. Ở dưới đó như có đường đi qua lại. Đó đó, dưới kia kìa cha. Lúc này cha chứ. Mày bởi ngu. Đưa dưới đây có nè Hòa. Đó, có cái cầu kìa. Đó, đi thẳng đi. Đó, mình đi quay lại xíu, đi đường cái đèo đó. Đi vòng lại nữa. Mình thì chọn đường dài nhưng mà chịu khó xíu, nó không dưới chân nha. Đây mọi người. Chứ nhảy liều lĩnh như phi lái thì rất liều luôn, quá liều luôn. Đạp trúng bài xịt trâu. Nope. Ok, giờ mình sẽ nhanh chóng đi qua chỗ nắng rồi mình bỏ trong túi nha mọi người. Chứ nắng quá, điện thoại nó cũng quá nhiệt nữa. Mùa này thì mùa người ta múc đều mọi người, nhưng mà đều cũng đâu có đâu. Năm nay là hết một đợt luôn. Ừ, mà trên này có này. Mấy hai mấy trái khô quá trời này. Đây anh Kha mọi người. Young Boy FC. Nhóc đất. Nhất Free Fire là nhóc đất. Nó hút. Sau mình là sắc đồng môi. Lo mình lên review mấy trái dầu rồi lo. Mấy bạn nhớ bạn áo đồ không? Mùa năm trước bạn nó có quay video mình có hái quả này mọi người. À, hồi đó mấy cái này còn nhỏ xíu mọi người. Giờ đứa nào đứa nấy đều cao hơn một hơn mình rồi nha. À mình ngồi bên đây mình nghe mấy đứa bên kia nó hét quá trời mọi người, chắc là có chung chung quá trời luôn á. Bây giờ mình sẽ đi qua cái bờ mương này nữa, bờ móc chứ. Giờ sao ta mặc dép tổ ong là hơi khó á. Chân mình đang bị đau nữa. Oh yeah. Mấy cái kia hét quá trời mọi người ơi. Ok mọi người sẽ chạy qua nha. Có
có không? Cà gì đây anh ơi, cà bắn anh ơi. Để mình sẽ lấy nước ăn rất ngon. Ồ, thấy chua quá rồi mọi người ơi. Mình sẽ chạy qua nha. Nhiều mấy đứa. Chua quá trời mọi người ơi. Em mọi người, mình sẽ cho mọi người xem luôn nè. Đây mọi người. Mình ngồi bên kia mà mấy cái này nó hét quá trời luôn mọi người. Nhưng mà nó chưa chín. Còn nó chưa chín nha. Nó mới hồng hồng thôi. Cho review. Vài trái review đây. Em mình ăn chôm này năm nào cũng ăn. Chôm chôm này mình hình như là tụi mình mới phát hiện là năm này là 2 năm rồi các bạn. 3 rồi mày ơi. 3 năm. 3 năm đúng rồi. 3 năm rồi nha. Chôm chôm. Tụi chim. Đưa điện thoại quay đây. Nè. Để mình ăn thử nha các bạn ơi. Hạt lưng nè. Ê, mọi người thấy có con kìa. Mình sẽ chơi đưa chừng quà cho ông Lo nha. Lo xuống đây Lo. Mình lên trên cây chôm mình có phát hiện một con quả kìa. Tổ chim mọi người. Mấy tổ chim gì nha. Để mình tiến gần cho mọi người quay cho mọi người xem. Đây nha. Ba con kìa. Mọi người thấy không? Đang đồng đại kìa. Ba con nha, một quả trứng nha. Không biết chim gì mọi người ạ. Người con chôm, con chôm. Đến đoạn này mà ngon quá. Hai cho người xem nha. Ngọt người. Thua chôm chôm nhà mình xíu. Đừng quay lại cho chim người xem. Quá đẹp nha. Ok. Ngồi xuống nha. Đây nha, cháu mình nha. Đang hở chim chôm này. Ngoài luôn mọi người, Hoa ơi. Rồi mình tăng nha. Hiện tại thì mình đang ở dưới rừng mọi người. Ở dưới bần. Rừng dưới bần. Mùa này thì mùa nước rút rồi mọi người. Nên là khu này giờ nó khô cạn rồi mọi người. Không còn nước rồi nha. Chỗ này thì hồi trước có người đặt cái bẫy chuồng mọi người. Đây này, người ta làm hai bên cửa rồi. Đó. Mình sẽ đi review khu rừng nha. Mình sẽ đi review khu rừng này. Đây người ta bỏ trâu này. Cá nhóc luôn đâu này mọi người ơi. Ô, cá của mình ơi. Tụ dạ nó vẫn là sinh tồn vừa này. Mình tính đi vô rừng thấy chung chung thôi mà giờ thấy bụi này mình muốn làm video sinh tồn luôn mọi người ơi. Bụi cá này mọi người ơi. À, nguyên đang đông này này. Bụi ta ghê là bị ghê. Rất là nhiều luôn. Lo. Sinh tồn không? Cá đây quá trời này. Cá nhóc mọi người ơi. Cá đây có rổ đây có gì múc này. Vài làm đụng nước cho nó nhức đầu á, nó từ nổi hết á. Chơi bên 700 chơi bên. Chơi luôn. Sẽ con đồng sẽ mà. Ồ, con sóc mọi người đang chạy mọi người. Đâu rồi ta? Đây, đây đang vừa rừng mọi người. Rất là phong phú, rừng này là rừng nhiệt đới nha. Mùa này thì mùa khô. Đây có cái lỗ con cua nè mọi người. Này, lỗ này là lỗ cua nha. Người ta câu trong Facebook mà không thấy lỗ lương hả? Lỗ lương á. Ừ, y chang vậy luôn hả? Lỗ lương á. Ừ, mấy cái lỗ lương á. Lỗ lương hay lỗ cua nha mọi người. Lỗ lương cua là có xin. Nhưng mà mấy người miền Tây hay đi câu mấy cái lỗ vậy nè, có mấy con lương nè. Giờ sao? Xin tốn mà nè. Ok, giờ mình sẽ đi khám phá xung quanh đây xíu. Rồi mình sẽ giờ mấy đứa này nó quyết định sao sinh tồn hay là làm gì này kia thì mình sẽ trở lại để làm clip. Ở đây có mấy cây đọt mây mọi người. Tiếng mình gọi là sôi nha. Tiếng mình cũng giống như tiếng của bên Sam Vlog thôi. Đây mọi người. Có rửa chặt này, hôm nay có đem rửa không ta? Có đem, vừa mở có đem á. Đây này, chặt mấy cây này này. Có la tóc à nè mọi người. Quá trời luôn mọi người. Lá này không biết mọi người kêu lá gì ta. Mình cũng không biết, mình tiếng mình gọi là lá al tắc nha mọi người. Lá al tắc.
Bấm mỡ. À đây quá trời lan tặng là bấm mỡ. Đó như cái hồ đó nó quá trời luôn hòa. Mọi người coi rừng này. Mình sẽ rủ mấy đứa này đi làm chung luôn cho nó vui. Làm sinh tồn rồi săn bắt rồi mình ngồi đây mình nấu ăn cơm này kia luôn nha mọi người. Mọi người coi địa hình ở đây nè. Mình nhâm nhâm 30 tháng 4 á mọi người. Lúc đó mình mới có thời gian làm á. Mình không có việc này kia, mình vô đây mình làm chơi. Thằng Bình nó kêu mình đi theo nó mọi người. Giờ mình sẽ đi theo nó để coi có cái gì thú vị thì mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Mấy cái lá này thì nó rất là bén nha. Nó như là mấy cưa dạng lá mọi người. Nước do nó cạn rồi. Khu này hồi trước là nước nhà nó ngập là tới mắt cá và qua đầu gối mọi người. Bây giờ nó lúng, giờ thì nước nó cạn rồi, nó cùng đỡ lúng. Cũng hơi khó đi nhờ. Thôi, mình nghĩ mình nên quay lại nha mọi người. Coi rừng này nếu mình ngồi cũng đáng sợ. Ở đây mình nghĩ là có nhiều loại động vật quý hiếm mọi người. Trong có thể là mấy con mà nào trong nhất độ luôn á. Mình thì không dám đi bắt mấy con động vật trong rừng rồi mọi người. Chứ mình bắt con này con kia thì mình sợ nó nằm trong danh sách đỏ, mình sợ lắm mọi người. Chứ mình đi làm video chơi thì mọi người phải là mình kiếm tiền này kia đâu. Ây da. Mình vừa mới nói cái đây không lúng xong thì nó lúng qua chân mọi người ơi. Cứ địch là trớ trêu. Ok nha, giờ mình sẽ ra ngoài kia mình quay mấy đứa nhóc nó đi bắt cá mọi người ơi. Đó, trong cái hồ đó. Hồi nãy nó chảy quá trời luôn á. Đây mọi người, ở đây giống như là có một loại phương tiện gì nó phát mọi người đây. Ngọn cây nào cây nấy đều đứt hết cái ngọn nha. Lo. Là hai lá al tắc này lo. Quá trời lá al tắc nè. Thằng kia kia thì nó ham chung chùm mọi người, nó mình nó cầm nguyên chùm luôn nha. Thằng áo đen đen á. Bấm à, mở cái rửa coi. Chặt nè mấy cây này như sang vlog này, coi có nước uống không nè. Vô. Cái nha, giờ mình sẽ xuống đây mò cá chung với mấy đứa này luôn nha mọi người. Ok, xuống luôn. Một chiếc lấy phẩm đầu tiên mọi người ơi. Đây, con cá lòng tông rừng nha mọi người. Đây, rất là ngon. Không có chỗ để giờ kiếm cái lá nào bự để mình đứng thôi. Lá muống nè. Đây bỏ lá lá muống. Lá muống rừng. Giờ cái này mà làm mắm rất là ngon. Bỏ dưới đây nha. Ừ, bỏ ngay suối thôi. Rồi. Bắt đây bốn đứa. Để anh mày quay. Anh này ham ăn quá. Đang đói nên mình không thể nào xuống nước. Ăn đói, ăn lên chôm. Đây là không có rổ ha. Đây cá đây nha mọi người. Cá lòng tông. Mình sẽ bỏ ngay đây nha. Mày coi nó nhảy mày. Con cây đây. Rồi chạy rồi.
Cơn khà. Cơn lóc. Nó không cái này. Gì? Cơn lăng. Ai. Ê. Kỳ ba. Cá này khá to nha này. Khá to. Cái gì ta? To hơn mấy con hồi nãy. Ồ cá lăng mọi người ơi. Đồ mà chết đi phượt cả. Đây có cá lăng rồi mọi người. Đây cá lăng mà. Chết đi phượt cả này. Cá lăng rừng này mọi người. Cá này nó bị đây. Đây đây người đây, đây người. Nãy giờ thì vui cùng mấy đứa mò cũng hơi lâu mọi người. Chỉ được mấy con như kìa. Như chừng không lo. Ta có lo. Đây. Mấy con cá nhỏ nhỏ lát mình nướng chơi nha. Cũng là trưa rồi nên là mình sẽ nướng ăn trưa mọi người một con một ký. Ăn xong rồi mình sẽ đi hái chôm chôm nữa mọi người. Mình đi kiếm mối rồi mốt mình đem cái cưa mình đi cắt cái mấy cây chôm chôm nha. Ok. Giờ thì mọi người cùng theo mình qua phía bên bìa đường bên kia mọi người. Quên bên kia kìa cha. Bên kia nha. Ok giờ Fly Fidel Africa. Đây là Fly. Đây là lá mùng rừng. Mọi người để em review cho khu rừng cho mọi người xem nha. Đây. Đợt này là mình chính chủ. Mình là chủ rừng Amazon này. Mình có cái quạt khu rừng là rừng nghỉ đi. Bốc phép ít thôi. Vì đó mình đã đặt chỗ cho mình một cá rồi nha. Ok, giờ mình sẽ gom lá ở đây rồi mình nướng cá xong. Mình sẽ lên trên khu rừng kia đi hái chôm chôm mọi người. Đây mình có phát hiện mấy trái mít nè. Là 2 cái mít trái chín chín ăn luôn nha. Mấy trái mít nhỏ này ăn chấm muối thường. À làm lửa đi Hoa. Đây là Hoa nha, Marce. Đây là Vương Vlog. Mình có bắt được mấy con cá mọi người. Cá mấy ký không? Thằng này nó còn quay theo ấy. Biết người biết cái gì không? Cá chê bạc. Cá chê bạc. Cá này là cá mập. Mập nước ngọt nha. Đó, mập nó ngu lắm. Ngu mới mình được bắt. Bên kia con thằng nó ham, rất là ham chôm chôm mọi người. Nó chặt là nguyên cây luôn mà nó cầm có như đó. Ồ, đang nói tiếng Trung Quốc nha. Bị chạy à? Niêm lại à? Ồ, bắt chết rồi sọp chà. Nãy giờ mình ăn review chưa nhau. Kéo không review cho mọi người xem. Cái đợt này làm lửa hơi bị lâu rồi người. Mình cấu rồi nha. Mình review cho mọi người xem nha. Rồi, cái này mình ăn trước. Review sọ. Ăn phải xuống mũ. Ai chỉ cần thấm á. Ai chỉ cần tôi thấm thấm á. Mọi người thấy cho. Tôi về nha. Thơm ngon mùi vàng ăn nha. Này chặt mày chặt bà người ta giết quá. Có lửa okay. Anh em. Lửa mới ra khói thì chưa có lửa máy mọi người. Đây có lửa rồi mình sẽ vứt cá rồi mình nướng ăn cùng mấy đứa này. Đây có 6 đứa. 6 đứa là 6 con. Một con 1 ký rưỡi mọi người. Nope. Được con nữa bay. Đây nha, có lửa là mình nướng vậy luôn nha. Tắt mẹ lửa rồi. Đúng rồi. Này tới giờ mình mới có cơ hội để review chôm chôm cho mọi người xem nha. Quay học trường này nha mọi người. Thằng này làm YouTuber Vương Vi Vlog. Kênh làm mấy năm rồi có hai mấy người đăng ký. Này mọi người. Chôm chôm ở mình ở chỗ mình thì ruột vàng nha. Ít thấy chôm chôm ruột trắng lắm. Chỉ có chôm chôm nhà thôi ruột trắng. Chứ bên mình chôm ruột vàng nha. Ăn thì nó ngọt ngọt chua chua. Nó mà đỏ thắm luôn là nó rất là ngọt mọi người. Chắc mọi người thành phố không được ăn đâu. Mọi người vùng quê như mình này mới được ăn này. Ăn được cái anh ăn được chôm chôm rừng này không phải là đơn giản đâu. Mà nuốt hả? Không phải là đơn giản đâu. Bị nghẹn ong cống quá. Đây. Xem mọi người. Ăn thêm cái này nữa thì mình sẽ nghỉ nhà chứ ăn nhiều quá
nhưng qua anh bị nghẹt ông con mình đúng sao được mọi người, tất cả đều đúng, cái chịu luôn đúng thân liên tiếp đây mời mọi người nha. Cá này giờ nữa thì cùng đã chín rồi mọi người, mời mọi người nha. Tất cả cảm ơi mọi người, ăn con cá nướng rất là chưa ăn. Đây này mọi người, này tổng con coi má bắt này giờ bay lên cho tao luôn, má cầm lửa đeo nóng luôn hàm con mà sao bị nóng. Anh em cá bằng tăng ăn rất cất luôn nha, ăn rất là ngọt. Má ăn cha này đi báo rồi mày, vừa rồi tao đâu rồi, cho thằng cameraman xin con coi. Có một con cá này mình biết mọi người coi có gì nhưng mà tiếng mình thì gọi là cá rúp mọi người. À, giúp này rồi. Cá rúp luôn nha, cá rúc bơ, cá mòi rúc. Ăn nó có vị ngọt ngọt, nó thơm mùi vùng quê hương xa xôi. Đâu có lăn gì đây? Ăn ngọt thật kìa mọi người. Ngọt đâu ra đắng thêm mẹ luôn. Cứ còn đắng chứ thịt nó ngọt mà. Cái lăn gì đó tụi bay lấy chưa? Đây này, cái lăn. Đó cái lăn kìa. Cá rửa, cái lăn. Nó không sợ lửa đâu nha. Con này của tao mà. Mày tham hả? Đau bụng chết đi. Mà ngất mùi cũng kêu ông cải thân. Cảm ơn anh cả. Ha! Cái lăng. Ê! Đây, cái này. Tươi tươi á. Mình đi móc cá mọi người ơi. Mấy này làm là làm ít được hưởng mọi người. Như là sắc ạ. Mà chung chung nướng anh em thì ăn coi nè. Đây mình đang review cho mọi người ra đây. Báo này. Đây là chung chung nướng mọi người ơi. Mình sẽ ăn thử cho chung nướng là như thế nào nha. Mình chỉ nghe qua sầu riêng nướng, mít nướng này kia thôi. Rồi mình sẽ ăn chung chung nướng mọi người thấy đây. Cái nó khác màu chung chung tươi nha. Ok, giờ mình sẽ khui. Ăn chung dừng phát triển đơn giản đâu. Đấy mọi người. Ăn một quả chung chung nướng không phải là chuyện đơn giản đâu. Thành phố không phải chuyện đơn giản buồn cầu đâu. Chỗ này mà cục thêm vọng mọi người ngủ trưa rất đã luôn nha. Ở đây mình vừa thấy một cái cây mà nó rất là lạ luôn nha. Nó chui ra từ cái cây kia mọi người. Đây này mọi người. Đây. Lo mà coi cái dây này sao kỳ vậy này lo. Đây nè. Cái dây này kỳ vậy này lo. Dây cước nó dính vô cây này hoa, thì mày rút ra hoa. Okay. Cái dây cước nó bị dính vô cây luôn mọi người. Đó, một điều một sự lạ đời đó. Độc lạ bình phước. Nó dính luôn cây dây cước này. Mình nhìn mình hết hồn luôn mọi người. Đây mà cuộc vòng ngủ đá mấy đứa hả? À, cái nào cắm trại đây mấy đứa sợ ma không? Giờ mình sẽ lên kia kiếm thêm cây chôm nữa để cái nào mà đó chuét luôn mình sẽ hai đem về mọi người, đem bao luôn nha. Khá lên đây nè ha. Đây có một cây măng rừng mọi người. Giờ mình sẽ kêu sắt hái. Măng rừng này cũng ít ra măng nhà thôi nhưng mà được cái là cái hộ nó bự đó mọi người. Rồi em review nha. Trái như vậy này. Đây, trái nó rất tròn nha. Đâu hai trái đem xuống rồi. Kìa mọi người, đó mấy trái kiến vàng mọi người. Đây đây này. Cái đầu nó cũng như trái măng thôi. Nó mờ cái ta. Mờ quá mọi người. Để mình lên nét cái. Lo che giùm lo, nó mở lắm lo. Ở đây. Rồi. À, cái đầu nó cũng như trái măng rồi mọi người. Nhưng mà được cái là nó tròn xíu nha. Đây. Tay mình thì cầm chôm chôm nên là hơi bị khó. Bây giờ mình sẽ lên đây hai chôm lên đây này. Rồi, ở đây có cái hồ nước cạn mọi người. À, hôm nay mình có thấy một con cá lóc bự nó nhảy qua rồi chắc là nó lặn xuống sình rồi. Ở dưới nó ngồi dưới cả mò dưới cả. Đây là mùi mò luôn đây. Cái chôm này mày. Luôn
Nào luôn vẫn nào. Nhưng mà quần của cuộn. Mò dưới cái khang mà ai làm cháy đâu. À giờ có máy chết được ha. Nó chạy qua kia rồi. Mình thấy rừng giờ mình muốn ngủ trong rừng luôn, không muốn về nhà luôn á. Ok, tiếp tục vào chủ đề thôi. Chủ đề hôm nay là đi hết chung chôm nha, chứ không phải đi sinh tồn đâu. Đây này, cái này bơi mình đạp rồi hoa. Đó, hồi trước mình, xưa mình làm vlog đó. Toàn là lầm hơn mọi người. Đây, cách đây 2 năm rồi mình làm video đây. Giờ cây cối nó xum xuê, không có đường ra đâu. Tụi bay bức làm lối với tao được không? Mình bị dính vậy. Mấy đứa này làm lối mà thấy trái mấy trái ít là nó hét là như thấy cái gì á, như thấy idol vậy á. Ở đây có mấy con sóc, con chuột, con đào mọi người. Chuột rừng này. Leo anh em. Chú chung này chưa chín mấy hả? Bắc nha. Kha, hai trái màu gà trên đầu mày kha, một vàng vàng kìa. Ừ, chua lắm. Sao hả bà? Chạy thoải nào thôi. Anh thấy không hả? Đúng rồi, đây có cây màu gà mọi người. Năm nào đi hái chung chung cũng gặp nó hết. Bữa trước ông Vương bị chiên vô rồi bài. Năm ngoái hồi đó mình nhớ là hái trên này nè mọi người. Đây này. Mà bị ám ảnh luôn nha. À, mình bị con kiến già nó chui vô lỗ tai mọi người, nó cắn măng nhị. Rất là đau. Ăn thử review cái đi em. Chua chết. Ngon. Bên này dở hơn trái bên kia. Bên này nó mới vàng vàng mọi người, chưa chín mấy nha. Đây là trái cho bên đây, còn đây là trái của bên kia nha. Đó, hai trái khác nhau. Một cuốn vuông nha, tên này. Năm mùi này. Bên kia này xa, cuốn vuông trước. Ta cuốn một cái gì? Giờ về hả? Đợi tầm tuần đi hái hả? Đủ. Cuốn thôi hoặc xe. Cái hôm ăn xong rách đen rồi, liền thuốc mày rồi. Ăn nhiều quá là bị chát cái lưỡi mọi người. Ok nha. Video tới Vương tới đây cũng xin kết thúc luôn nha. Nếu mà mọi người thấy video Vương hay thì đừng quên cho Vương một like, subscribe kênh để cho Vương có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào hình chuông để được thông báo mỗi khi Vương ra video mới nhất của mọi người. Bye bye. Ra mắt luôn mọi người, ra mắt luôn. Bye bye mọi người.